Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Thoại Sơn vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba chốt danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở kết quả, hội nghị hiệp thương lần thứ hai, quyền Thoại Sơn có 59 ứng cử viên được cử tri tín nhiệm cao và đến thời điểm hiện nay không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền. Căn cứ các quy định của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiêu chuẩn của nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, hội nghị đã thảo luận thống nhất biểu quyết danh sách 59 đại biểu chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền Thoại Sơn khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026.